một cái lưỡi ở trên kìa. Ừ. Lấp súp. Đó, bốn chú vô đội rồi. Đó. Đây quýnh cám nè. Cám sùng ăn hết. Đó lên nữa là anh em đó. Mệt nghỉ luôn. Lúp xích. Đó đẹp cơ. À. Gì này bự ha. Con này ngoài 2 kg quá. Này cả 2 kg không ta? 2 kg ha. Mấy con này con thứ tư rồi ha. Đồ quá đã. Chiều bằng tép nha anh ơi. Tép, trùng, cám gì nó ăn tè le học me hết rồi. Đó, vậy lẹ không? Không, hồ câu hồ lè hồ Hoàng Minh anh. Đúng rồi. Hồ câu Hoàng Minh, câu là bộ câu cá giải trí Hoàng Minh á. Bấm là nó có Google Maps chạy vào mà. Bấm lại chưa? Ông thấy bảng không? Kêu bấm chữ câu lạc bộ dưới tắt á. Đi ông không biết đâu mày gọi. Anh Đại có cá chưa anh Đại? Có cá chưa? Đó ngon. Là có mồi rồi đúng không? Đó. Bên kia, bên kia, đó, 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 đó. Gá xuống này, gá xuống này. Vào chỗ Tân Hạnh nhá. Kia chạy lên chợ Tân Ba đó, chạy lên chợ Tân vừa qua trạm thu phí á, vừa qua chợ trạm thu phí Tân Ba đó. Không phải đâu, đi được đấy không được đâu, ông bấm Google Map CLB Hoàng Minh nào ra à. Bấm CLB. Câu lạc bộ dưới tắt á. Câu lạc bộ á. Bắt đầu viết chữ Hoàng Minh vào nào ra.
viết chữ CLB Hoàng Minh thôi, hiểu không? Viết tắt của câu lạc bộ. Dễ mà sao mà mới có mấy anh kia không ra ta? Đó, lên đó, đó, đó. Cả lên, cả lên, cả lên. Rồi, xe đi, xe đi, xe đi. Xe... Rồi, lụm. Ồ. Ồ. Có kiểm tra gọng nè nha, gọng này là gọng chó cắn không á. Gì nó ngoan. Cám, cám, trùng, tép gì nó không ăn. Cái chim nó nhảy dữ lắm nha, mình đợi nó im im mà mình phải gấp nha. Rồi, có liền. Chào tất cả anh em nha. Game chiến cám thứ ba, thứ năm và chủ nhật nha. Hôm nay game được 25 cây nha anh em. Sôi tạm thời sôi chia là sôi nhất là một củ nha anh em. Sôi nhì 5-6 sị và sôi ba là 4 sị. Rồi, cá lên anh em. Có 3 sôi nha anh em, nhất 1 triệu, nhì 600 và ba là 400. Một con heo sữa 11 kg 5 sợi. Và ba con heo đại 12, 13, 14, mỗi con 5 cụ. Chào Vũ Nguyễn, chào Linh Linh thôi. Chào Nguyễn Cường. Ồ, nay phim ba đờ đối diện đùa nổ súng trước kìa. Chào con hai. Chào con gì nha. Được 25 cây việt ơi. Chào Vũ Râu nha. Bữa giờ hứa giết chưa thấy mặt nha anh Vũ.
quấn chiên cám nha nè. Đó. Một mã xe dầu, xe dầu. Này có chủ rồi. Giờ hết rồi, giờ chốt rồi. Chốt hàng cái đó đó. Giờ chốt hàng. Giờ cũng được lấy 100 ở bên hồ đài. Đó, đó vô nữa kìa, đó, có con khiêm nữa nè. Thằng này vô trễ nè. Chơi là chơi không có ngán. Đó, độ tốc độ vô nè, lấy 100 nè, đó chạy rồi thấy. Thấy chạy là biết có 100 nè, ta bụi không nè. Đó. Đó, thấy chạy là biết có 100 nè. Đó, đó. Vô, lụm luôn. Ừ, bốc đại hơn xui. Rồi, mở ra khui luôn. Vàng cờ bạc nè. Tụ mình quýnh hay càng chi. 29. Ở đâu? Đó, ngay chỗ trong trong nè. Ờ, ngay kế ông thầy á, 29. Tiến đâu rồi? 29, chạy qua bên kia. Thằng thằng Tiến nó ngồi bên đây rồi. Anh bốc bên kia đi nhỉ? Ừ. Trời ơi, nghe tiếng mà không có 100 ngàn nào hết trời. Có em. Rồi, ok. Alo. Rồi, kính thưa anh em, khi nào mà anh Khiêm ảnh vô nữa mà anh xuống cần á nha anh em, là 500 của ảnh vô con heo sữa luôn, 11 kg là 1 triệu nha anh em. Bậy bậy, phải người ta phải người ta phải rớt cục ngồi xuống mình mới lấy tiền đương ta chứ. Chưa cục ngồi nó hết ngon đâu được. Rồi. Chào bá luôn. Con cá rồi đập heo luôn rồi. Đến từ bến cát nha anh em, lóc 4 kỳ rồi nha anh em. Con cá bự vãi. Nó xì tim kìa. Tim một. Nhìn cái máy qua coi nè. Đó mà anh Vũ. Đó anh Vũ ơi, biết Vũ. Là chim trực tiếp. Cái bền mà tát cái gì? Mất cái lưỡi luôn anh em. Cá chỉ còn sự nhợ thôi nha anh em. Đó. Rồi, anh Sơn đến từ bến cát nha. Rồi, con này là hàng 10, 11 luôn rồi nha anh em. 11, 12 luôn rồi. Lưỡi dày sao xúc được nữa sức. Bắt con mồi về đi. Con này là 11, 12 rồi. Cá cà nó. Cá mặn hả? Cá bự quá luôn. Ông tán tôi trước rồi. Ôi, nắm lại cái đuôi à. Cá bự quá luôn. Cá hàng lớp số anh em. Nè, cá hàng quá anh em ơi. Từ từ để bấm cá anh em à. Nhảy 4 số 0 cái. Rồi, vô. 10 kg 30. 909095. Nè. Không biết để thông báo. Hình như nhất luôn á. Alo. Chúc mừng cần 06 vừa lên cá cân nặng 9095. Trời ơi, ta đang tạm nhỏ 9095 luôn à. Không, kêu qua coi thôi chứ phải nè, kêu qua coi thôi. À, cần thủ đến từ bến cát này chỉ cần bắt cá thôi nha anh em, còn không có cần soi chè nha anh em.
Cá này ăn cá mạnh lắm nha nè. Đang, rồi cá đang có dấu hiệu ra tóc nữa nè. Rồi lụm. Tiếp tục anh em. Coi ha đè. Rồi, cảm ơn anh em nha. Game mini chiên cám quấn vào ngày thứ 3, thứ 5 và chủ nhật nha. Rồi, cá lên lúp xúp. Thứ 5 mà hai fan em đi một mình, anh hứa gấp cá phụ em. Ok.